đạo của công ty Vietstarland xin chân thành, trân trọng và vô cùng tự hào cảm ơn tất cả những đóng góp, tất cả những nỗ lực, những góp sức và tất cả để mà chúng ta có được ngày hôm nay, có được một Vietstarland, một thập kỷ, một hành trình mà tôi nghĩ rằng là xứng đáng và đầy tự hào và là một hành trình rực rỡ. Một clip, một cái TVC mà đã thể hiện toàn bộ những nội dung, những ý chí, những tình cảm, những khúc cua, những cảm xúc mà của tôi, người lãnh đạo của Vietstarland cùng với tất cả các thế hệ leader, thế hệ anh em trong vòng 10 năm từ năm 2013 cho đến năm 2023. Một hành trình quá nhiều cảm xúc, một hành trình cảm xúc, hành trình của chúng ta để chúng ta có được ngày hôm nay và đứng ở đây và ngày hôm nay. Và tôi tin rằng một cái chu kỳ mới, một cái thập kỷ mới, một cái sức mới, một cái vận hội mới, cái vận hội không chỉ là của đất nước Việt Nam, không chỉ là của Vinhome, mà còn là một cái cơ hội với một cái vận hội rất lớn đối với chúng ta, những người Vietstarland, những chiến binh áo vàng đang ở đây. Chúng ta là những người chiến thắng tại thị trường bất động sản miền Bắc và thị trường bất động sản Việt Nam. Và chắc chắn là điều này sẽ còn được phát huy những giá trị cốt lõi, những sức mạnh tập thể, những sự nỗ lực, những sự đoàn kết để cho chúng ta sẽ thành công một cách vượt trội. Tôi thay mặt ban lãnh đạo của Vietstarland xin chân thành một lần nữa cảm ơn anh chị em đã có mặt ở ngày hôm nay để chúng ta được chạm đến một trong những cái chu kỳ mới của bất động sản, một cái quá trình mà vươn tầm của Việt Nam cũng như của Vinhome, với một cái hành trình với những cánh tay nối dài của Vinhome còn tiếp theo nữa, và chúng ta sẽ còn nhiều năm nữa để bên nhau, để mà cùng nắm chặt tay nhau trên mọi nẻo đường. Trân trọng cảm ơn.